hót trâu bé dây chim rừng ngờ. Ta hót đêm mơ thâu chim bánh ríu rít bên lầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian đi. Lên trên bàn lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều. Chiếc thổ mấy nằm chiếu lưng đeo, ý à ơi à. Anh luôn đi xa, hai tân tân trời sẽ cho, hai tân tân trời.
cho được ấm no, cho được ấm no, cho buồn cho bán trên khắp nơi trần gian. Trần gian ai biết trầu bé ngàn tôi linh, trần gian ai biết trầu bé ngàn tôi linh. Để ra tháng này ban cho tiền tốt lụa dày, mộng lộc cho lắm để đây càng nhiều, ban cho dài nhất dáng yêu, mộng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con đã khói phục hồ, 31 người tư hôn dặm, 31 hôn dặm 14.
rừng thông mơ vang tiếng hát nà ru, hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương. Châu bé thương thổ mương là gốc, áo nam kinh khăn lục đội đầu, có đai xanh kiềng bạc túi trầu. Lục đội đầu có đai xanh kiềng bạc túi trầu. Gieo hoan
dưới đỉnh chân nhang phần khỏi xuân thiên thượng đệ tử kiện thành nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân muôn tức biên man thờ phương tích nhật ra dù miễn nạn tiêu tài trương. Nam mô hương vân gái bồ tát ma tát nam mô hương vân gái bồ tát ma tát nam mô hương vân gái bồ tát ma tát dòng nhắn khai quang thầm kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tức tăng cũng giảng kim phục hoàng thân vận thánh chúa thiên trung vương sơ lâm thánh sơ trần triều có lệnh truyền giai các quan thoại bội cũng là chữ dịch náo phạm na thằng gia phố binh mi náo phạm mi nam thành đánh đông dẹp bắc mi tung hoành mọi nơi phán các quan đức ông về truyền phán các quan ni tả văn hữu võ lượng ban đôi hàng đơn quyền vân bộ đôi hàng thiên minh hàng mã hàng hà tiến sang lệnh truyền thiên đổi vạn cơ
sớ dâng lên trần gian, có sớ dâng lên đức ông tố đối chúa biên dành dành phê cho đệ tử bình an. Đệ tử bình an phê cho đệ tử bình an, cửa nhà khang thái phúc lai giàu bền phê cho sung mạnh đôi đường. Trần nhí viết tay giao hai, trần nhí viết tay ngự lên đồng tử cứu dậy nhân gian, cứu độ thời đó bình an. Dòng dõi
truy kỳ bao khen giáp mã truy kỳ đã vô hoa khắc nghi lại đi phạt sầm sơn thanh sơ hồi cung hoa hải đường thần vương vô lệ nhất ni tức mạng danh là đất ni trầm hoành ngọc diệp dài dài cô nhất kim chi ngọc diệp mi dành dành thái sư nhất phẩm mi triều đình thánh sơ hồi cung tên gọi là hoàng tấu vương cô tên gọi đại hoàng uy linh chính trực nghi đảm đang thay là thương át một nhà vương huệ làm ni thương át một nhà hiếm vì cây ngọc nghi mặn mà tốt tươi quan vương vô vi truyền phán bác quan tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn lệnh truyền thoại bộ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà tiến sang lệnh truyền thiên đổi vạn cơ
vô bây giờ chắc dáng anh linh trước là cứu hộ dân tình. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên vương cô tâu đối chết biên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ bình an đồ cho đôi chữ bình an đi ở nhà phú quý an khang thọ trường chùa về dũng mạnh khang cường. Dũng mạnh khang cường về cho dũng mạnh khang cường đầu năm chi cuối lộc tài đề ra trứng sồng lại nở ra sồng. Con tin
nhiên thấy đôi dòng ấp ấp mi nở bên cạnh sương đỏ xuân xanh tuổi đào thương
xuân ni xanh. Anh tài nhất mực ni thông minh tuyệt vời. Cuối lòng tài đề đa trong dài cửa mẹ chiều hôm mi thuyền ai đâm toang cánh buồm xa xa thuyền này cầu hoàng đề đồng lên chơi lên tiếng rô vang khoan nghĩ xô vang sầu chân xuống thuyền khoan khoan xô khoan cầu treo bỏ lái ra quân nghĩ hò quân su quân qua cơn nghiệp nghèo quan hò quan chống chiều reo mở quân nghĩ su quân sắc tăng gia ban hò quân su quân cầu hoàng anh hùng quân su quân nghĩ tạm quân hò chiến công lấy lòng quân nghĩ su quân long ân ấy khánh hộ quân su quân lấy hò nhất tâm sắp xanh kiều thề quan su quan về bản đền đấy quan hò quan đền sinh thành lịch quan lý su quan hò quan hò quan su quan lơ lửng bên giang quan lý su quan đã tới bên giang quan su xin họ các mai sắp vàng nhang giúp vua mẫu lên đền hò dỗ thank you.
dâng tiễn ni bạn ni tiến vào chuốc chén ni huệ phong. Chúc ni có hoàng vạn tuế thanh cùng có giáng phúc ni cho muôn dân đều an can khánh ni. Phật Thu Hương Sơn ao ước mấy bấy lâu nay đệ nhất đồng mi có hoàng hỏi đây rằng có phải rừng mai chim cúng trái lấp lờ khe yên ni ca nghe kinh vẳng bên tai một tiếng ni chảy kinh khách tang hải giật mình trong giấc mộng. Sắc phong gia ban chủ tướng vương tôn ni nhà trần có hoàng văn võ mười phần điều quân ni khiển tướng ni tài thần sơn thanh sơ xưa tò mò nhau trong ngày cùng mang đến đình giữa bóng tôn đồng ni cùng mang đến đình thỉnh quan lớn đệ nhất ni quỳ đình giáng bản đền lục trí thần thông phép tôn quan ni lục trí thần thông ni quyền thu tam giới vì phòng thịnh sơ giáo sát quản khai môi thiên đình có lớn đệ nhị quản khai thông chi thiên địa không sai thịnh sơ thái tử đệ tam phong tôn thần ni có lớn thái tử đệ tam ni phương vi diện mạo lòng nhàn ni khác thường
đình thoái phủ. Chức ni võ thần tôn quan trấn thủ lạnh giang ni. Chất chính kỳ cương nhân khi chất chính kỳ cương nghi Diêm La tấu về thoại phủ vua cha Đồng Đình vốn dòng sinh ở thoại cung văn sớ dâng lên đường lai văn sớ dâng lên quan về tấu đối chú biên dành dành khi cho đều tử bình an cửa nhà phú quý an khang thọ trường chúa phi dũng mạnh khang tư văn sớ dâng lên đường lai văn sớ dâng lên vương quan tấu đối chúa biên dành dành khi cho đều tử bình an đôi chữ bình an chúa phi đôi chữ bình an chữ phú chữ quý kháng ninh thọ trường chúa phi dũng mạnh khang tư dũng mạnh khang cường phi cho dũng mạnh khang cường đầu năm chi cuối lộc tài đề xa chính rồng lại nói xa rồng đẩy cây thông dược ra cho bốn mùa phẳng lặng an qua rau nhan ai vuông thẩm kỳ diệu quang minh chiêu mã văn ngã tinh tòng cũng giảng khi phục hoàng thân vận thánh chúa thiên trung vương ni
dạng trời Tây lấp bẻ. Sông
trình giang biên doanh ngân sở bắc nổi vòng hồng chiêu khắp trời nam là con vua thoái quốc đồng đình đệ tam hoàng tử giáng sinh ngôi đền rồng đức cùng tiền cung xung hoa mắt bẩm xung thần bẩm xung thần tư chất long nhàn thỉnh mời thái tử đề tam phương phi diệt bảo lộc nhàn khác thường sơn long ai sơn long ai cầm quyền giúp chúa phép màu quan đi tôi tu tôi linh nghi lệnh truyền thoại bộ chữ di chỉnh tề binh giáp chơi miền nhân gian mái thuyền an mái thuyền an nổi dòng xích bích binh đưa quân chèo du lịch bốn phương có phen tuần thú sân thương trở về tỉnh bắc quá xa lục đầu có phen ngự sống dâu sống hát ni trở lên gầy xuống mắt ca rơi dạo tìm phong cảnh mọi nơi dọc ngang tuần lạnh là nơi quan đi về trải dáng thế lên ngang xuống biển lạnh giang từ quý địa danh nam mi đền thờ quan tan tiếng kiệu ngài vàng tả long hữu hổ thạch bàn còn uy nghi dăm ba đồng tử theo hầu chỉ cung vương phụ sau chầu mẫu vương cũng có phen người phi phương biên hóa vô nghệ an thường nga đại giang thuyền rồng treo quế buông lan khi trời sông hát lúc quang sang sông cầu giao thần thơi tàn biến rơi tam đảo truyền sư quân bộ đạo tiên phong chiếm kêu kỳ vật trong dòng bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh chống con cây ca chiêm vang anh hỏi lốt xanh vàng chậm nổi dư man trong triều thần văn võ bách quan phục mình con rước vương quan vào châu trên hát lầu thơ ngâm phu đọc đi ngoài sân rồng ca trúc chen tiên ni đức vua cha giá ngự trước ngai vàng phán đòi hoàng tử đệ tam vào châu ngự
giọt mơ phát lời nhân thứ kiếp sai nên cứu cho trần gian. Một tay thái tử đề tam kim sinh cũng lắm đồ oan cũng nhiều. Đủ mọi điều tài kim chi văn võ, trong bách thân nào có nhường ai. Lược thao thao lược hoàn tài, định thần tam tư phủ nào ai dám bì. Sứ chép ghi tòa lãnh giang thánh tích ni, thuộc đám thần thực đích trung quân ni. Tiệc 24 tháng 6 xưng thần, hòa chung Nam Bắc muôn dân về đảo cầu. Trong tam cõi cửu châu về vòng bay, quán đồ cho quốc thái dân an. Cầm thường sắc lệnh vua ban, số sinh số tử biệt hàng châu phê. Trái giang khê lên màn xuống biển đi, lãnh giang từ thủy địa tòa danh làm mi. Đền thờ quan tám tia kiệu ngai vàng, lòng môn hồ vàng thạch bàn bọn uy nghi. Tức thì ra lâu đài điện ác, rẽ nước về thoải quốc bồ thị. Thanh sơ sao dòng bán mong xoay trói sang dòng nề. Quyền quan đệ tử ngoài hùng dậy vang thanh sơ lấm liệt tung hoành ra lấm liệt đi tung hoành. Chư ta sát quỷ qua lớn tuần tranh bọc tương tài cảnh thiên thai qua lớn tuần giá ngự các xào thần náo nước nghi rừng rừng hò. Chính quán quê nhà Minh Giang ý, chính quán đi quê nhà danh làm cổ tích ngụ tòa ngôi cao ý. Đứng anh hào cổ kim lừng lẫy, tôn ni quan tuần đã dạy thần tử muôn dân đâu nó phụng thờ. Ninh Giang lại nổi chính tử, quan lớn tuần tranh nghi. Cảnh âm thanh à, nhiều nơi lịch sử vốn na vốn đặt bầy từ cổ y dị lai bao phen xuất nhập trang đài đào lan quê huệ xuống vầy thì xuống ca bế à. Thank you.
truyền phán các quan ông lớn tuân, truyền phán các quan tả văn níu võ, lượng lượng ban đòi hàng lệnh truyền văn võ hai hàng, thiên binh vạn mã hàng hà tiến sang lệnh truyền theo đội vạn cơ. Dòng nhan hai buông thầm kỳ diệu quang minh, chiếu từ trung ngã tinh tâm cũng giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên quan tuần tấu đối, chúa biên dành thành phi cho để bình an. Đi từ bình an phi cho, đi từ bình an cửa nhà khang thới, phúc lai sầu bền phi cho dung mạnh đôi đường. Do nhàn hai cuồng thầm kỳ diệu hoàng minh, siêu mã văn ngã tinh tăng cung giảng khi phục hoàng thân phận thánh chúa thiên sùng vương. Cống nạp tà quan ra chỗ, cống nạp tà quan chỉnh quan đệ ngũ, chép biên dành thành kê cho để bình an. Cửa nhà phú quý an khang thọ trường, chúa phi dũng mạnh khang cường. Dũng mạnh khang cường, xưa phi dũng mạnh khang cường, đầu năm chi cuối lòng tài đề đa, bốn mùa phẳng lặng an qua. Tấu nối các nơi sứ văn, tấu nối các nơi, tấu lên Phật thánh cõi trời thượng thiên, tấu lên Phật thánh thiên hiền. Ôm thỉnh thỉnh Như Lai điểm khai khai, thần nhơn chiếu quang minh, hai nhí nhí rinh thanh, hai khẩu khẩu thông thuyết, hai thổ thổ cử động, hai tâm tâm hoan hỷ, hai túc năng bổ hành, giao nhan thầm kỳ diệu quang minh, chiếu hình nhân. Tấu nối các nơi sứ văn, tấu nối các nơi, tấu lên Phật thánh cõi trời thượng thiên, tấu lên Phật thánh thiên hiền. Giáng lâm đàn sỏ ngự lên đầu đồng, quá lớn vẻ giáng ngục thùng dùng dùng độ cho đệ tử đời đời vinh hoa, độ cho phúc đảng đà xa. Bao nhiêu hạt ách tống ra hải ngoài, độ cho cả trẻ gái trai. Đôi chữ bình an chúa phê, đôi chữ bình an chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường chúa phê dũng mạnh khang cường. Đầu năm chí cuối lòng tài đề đa, bốn mùa phẳng lặng an qua.
hộ phục lốt tam đầu quận phúc châu lên ni lấn dần phượng múa đôi bên ông lớn tuần chắc dáng ngự trên sập công đồng sắc ban phòng kim chi ấy ấy tam giới ấy ấy chỉ tạm rơi hay chóc ta sát quỷ trừ tính nghi quan tuần vạn phép mi trừ dinh quyết ngài ngài quán đi chữ dinh nghi nhà trời mình quyền bóng quy dày hoa trôi sống xanh dỗ cạn công người
còn thơm mì. Tiếng loa đồng hỏi nước sông xanh, đạo thiêng bách chiến tung hoành là ai? Sông xanh đáp tiếng trả lời là quan đệ ngũ dạng ngời lập mi công. Ngài bát ngát đôi long sầu phục, lốt tam đầu cuốn khúc chầu lên. Đôi lân giòn phượng múa đôi bên, quan tuần trang giám ngự trên sọp công đồng. Ban phòng thông chi ngài tam giới, hay chóc cả sát quỷ chữ tinh. Tô tôn quan tuần ngài bán phép muôn binh, quyền ngài cai quản chư dinh nhà giàu. Ngược đồng chơi mình quyền bóng quý, nương đi trời thủy khí đoan trang. Tô quan tuần hiện hách ai đang ra tay tế độ trần gian con cuộc nhà. Văn thần cơ gia uy hùng hồ, nương uy rời tế độ lê dân ni. Đúng đúng nổi chặt hóc phong vân, thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà. Khóc gần xa bách quan đều phục mi, ai có lòng hưởng phúc hạ sai. Mặc dầu ai vận hạn chưa qua, kêu quan đệ ngũ cửa nhà được thanh thông. Con sức lòng ước quan tuần văn bội, hoặc ai mà lầm lỗi chuyên tha. Dù ai cách cách trở sang hà, cầm cờ chỉ núi núi đà tán ngay. Tiếng nước dây tung hoàng rung lược, cảnh non bầu nước nhược bồng lai. Khi chơi bạn chúc bạn mai, bàn loan tiệc ngọc xuống vầy xương ta. Các bộ đèn xa tây bìa quê, quan sao chơi thành thị hồ tây. 3.000 thế giới sư thiên, tiên quan định u khắp miền đông tây. Uy quan gia thổi gió thét mây, phép ông ứng hiện đổ cây tốc nhà. Bốn phương hòa đội ơn đức ta, ai có lòng thì xả từ bi. Chầu thôi quan lại biết đi, cưới tướng bạch hổ lên chầu thượng thiên. Khi cầm quyền ngoài còn đương xa số, hay quan về đổi số cho ai? Thiên minh nghi văn võ toàn tài, quan tuần lịch sử đáng trai anh hùng. Thanh sơ bát hải đồng đình, phò vua cha bát hải đồng đình. Tôn quan điều thất ni, anh linh khang thanh sơ. Con triều tường là con vua thứ hai đời Lê Thánh Tổ, ai triều đình hòa mạc bất bình có nhà
hoa mạc nhi bất bình nghề, sai quan hoàng triệu huy đệ hành bình bình sang thánh xa hồi cung. Tam vị chúa mường dâng văn ni, tam vị chúa mường thì chúa bà đệ nhất ni, tây thiên ni ngự về đinh lý chân lê cổ triều, đinh lý chân lê sắp phong thượng đẳng nghi hiệu bè tây thiên thánh xa hồi cung. Nguyệt hồ dâng văn ni, tiên xuống ơi nguyệt hồ, anh linh chắc giáng ni xuống trần cứu dân ni. Ai lên tới Bắc Giang yên thế hỏi thăm đền chúa nguyệt ni nơi nào, phố kép đi vào hỏi thăm mi, phố kép mi đi vào để thờ chú nguyệt đi động đảo cảnh tiền thành xa hồi cung. Cao này quê nhà lớn thao, cao này quê nhà anh linh chắc giáng đi chúa bà đệ tam. Trên cung quê triều thần soi tỏ cung thỉnh mời công chúa đệ thành xa hồi cung. Năm miếu rõ ràng năm phương, năm miếu rõ ràng ngũ phương bản này nghi chúa bà giáng sinh thánh xa hồi cung. Đã dòng sớm hôm mai thánh sầu đệ nhất ni vui vẻ trong đèn dòng, ngày chơi phủ tía lầu hồng xa thánh xa hồi cung. Tiên thánh thượng ngàn dâng văn ni, tiên thánh ni thượng ngàn đồng quân còn quán ni giáng đầy chứng đầy thánh xa hồi cung. Thái phổ thiên thai đệ tam trầu, công chúa thiên thai hành vân giá vũ uy lập dày gió mừng thánh xa hồi cung. Tỷ tùng không sai cho về đệ tứ tỷ đồng, chiêu dung công chúa y ngự đồng cứu dân thành sơ hồi cung. Tích cũ lê triều giả trang y, tích cũ lê triều cho năm công chúa y mỹ kiều diễm hương. Mẹ nét đoan trang y, vẽ nhường ngọc đúc y đôi mày ngài đỏ quyết ni vầng trăng thánh xa hồi cung. Châu lục cung đường sao phong ni, châu lục cung đường vốn dòng trần thị sinh trên non ngàn hiệu lũng giang ni là nơi bắc địa ấy. Lục cung từ tú khơi là vâng lệnh vâng nhời chúa thiên ni, vâng lệnh vâng nhời đã trong bể ngọc nghi ra ngoài thêm loa. Điều đồn xuống nghĩ trần thì gián báo mộng, trần thì nước nghi tâm mi đồng bào thái thường tuần chín ni tháng lẻ mười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dục đặt tên sầu là lộc cung hương gương trời vẻ quý phi phương. Quẩy gánh đầu non.
rừng chim oanh oanh ngồi bạt nhét trong ly cánh nhàn chập chờn quốc quốc yêu người cùng chiều hôm mi ấm mi vang trong hang đồng đàn báo hoa dạo lượn tìm mồi hươu này ngơ ngác ven đồi hươu này ngơ ngác ven đồi hang sâu thăm thẳm núi con suối nhỏ suối về hữu lúc lúc đàn cá vàng lơ lửng dưới khe trăng thành hổ báo trầu về vì đồng lần đi xứng nhẹ sức liên tâm bao người phương đô chi sơn sang tính tình hay măng trúc măng ra măng tre măng lứa cơm làm trà đồi tính tình hay sung ngái đi tập mờ ý à. Sông băng ai thấp thoáng núi đồi sông đang sầu lùng lam hầu mẫu vương nghi nhắc chúng lên sang tự hào quang sóng nắng sầu múa dịu dàng bẻ bay lưng đai giọt ngắn giọt dài tay cầm bó đũa chân đi hai thảo hoa nhộn sông tình như sao đậu lỗ ngân hà ý à. Chiều mã văn ngã thích tăng cũng giảng kỳ phục hoàng thân vận thánh chúa thiên trung thường ca lăng thạch giả ân từ bi lân văn chúng sinh cô mà cung đình lễ trở về chứng giáng đàn duyên ý à. Đồ cho đệ tử bình an cửa nhà phú quý an khang thọ trường trở về đồ cho dũng mạnh kháng cường cho trình linh mới dâng lên trước trình phật thánh sau trình vua cha cho trình lên tư phủ chồng bà hồi đoàn quan lớn trình tòa sơn trang trình lên tư phủ quan hoàng mười hai tiên nữ chứng chầu ngày hôm nay lại trình lên cậu bé bạn đến đây ý à.
mới dâng lên chức trình Phật Thánh sau trình vua cha lại trình lên quốc mẫu ba tòa. Cho đệ tử bình an đi, cửa nhà phú quý an khang họ trường. Chầu đồ cho dũng mạnh khảm cường, đầu năm chí cuối lộc tài đề đa. Cho bốn mùa phẳng lặng can hòa. Tòa sáng soi mình ăn đi đẹp làm sao đục nghi đục thiên tòa sáng đi lung linh bên ngàn cho đẹp làm sao sáng người tin nữ bay bay về bàn đến đây sáng nghi người tin nữ xóa cho Nam Việt bốn phương khải hoàn, anh đương tiền sang tỏ gần xa. Xóa cho non nước nở hoa bốn mùa, cho xoay từ nông thôn thành thị kinh đô. Đêm đêm đốt đuốc xoay ai nghe tiếng ngũ tiếng thu rừng gọi nhau kìa đuốc hai sáng tỏ trên non sờ một bầu son sáng tốt tươi rực rà lên đi hàng lắm quá nhiều hoa ý à. Đi xa tháng ngày bán cho tim tốt lụa dây bụng lầm cho lắm về đây thêm nhiều chờ bán cho dài nhất sang liều đi à. Bán cho dài nhất sang nhiều bóng lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa đồng con nhang khói phục thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm tây thiên hai la vín cành hoa thơm trái ngọt hãy dành đời sau đôi chân trầu đã bước tới đâu sẽ mầm nhân nghĩa bắc dịp cầu vinh hoa nhộn sau tình sao bắt đầu mật hà ý à. Xuống bạch liều thanh thân rơi bời hoa cẩm chướng trà mi đua nở nụ tầm xuân long lánh ban mai thơm thơm là đóa hoa nhài ý à.
nước chảy về đâu, nước chảy về đâu, suối tương gì sao, tiếng đàn tiếng phách ngát vang lời ca. Đi lên đoàn, đi xuống xuôi, vang vang cả núi đồi, núi vang vang cả núi đồi. Ơi rừng ơi, ơi suối rừng ơi suối ơi. Kiềng vàng hoán ngọc nhỏ như trên ngàn, mẹ nét đoan sang ai nào dám bỏ, tính đành anh đã có tiếng vang thung dung nghi. Còn khách đi qua đàm ấy 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 trông tựa thể như tiên nàng nguyệt nga. Khi hồi họp sắm ba thổ mang, hiện ra người già bán hàng chơi sơn lâm rừng rừng vắng và cát đồi. Ai lên tới là
sơn sâu thổ ngắm cảnh rừng thác nghi đổ suối reo giờ trang nghi tích nghi cũ lệ trèo ý giờ trang nghi tích nghi cũ lệ trèo lộn cũng mê con chúa mỹ kiều diễm hương nét đoan trang vẻ như ngọc đúc đúc đôi mày ngài nở khuyết vầng trăng châm cài soi nước long lanh ý à chậm mi cài soi nước long nghi lanh nga gót tiên đùng đình cành rừng thanh thang hoa đua nở đầy ngàn tay hái vùi trên vai nàng trai chim thơm rung rinh quầy gánh đầu non khí à chim oanh gọi bạn nhắc trông lên cánh nhàn thập trùng quốc yêu gợi cảnh chiều hôm mơ ý à quốc yêu gợi cảnh chiều hôm mi tiếng chim vo kiến gọi nỗi buồn bâng quâng mi tiếng mỏ ầm ầm vang mang độc đàn báo hoa rào lượn tìm mồi bầy yêu này ngơ ngác chân trời ý à thanh sơ hồi cung phủ tía lầu vàng cho bảy ngư dòng chơi phủ tía lầu vàng nhớ tình lòng anh nghi mày ngang đầm đầm thanh sơ hồi cung đùng đùng sống chặt mê linh nghi vất vả khởi nghĩa cho bát đi dành hàng đầu bình thư đọc suốt lý đêm thâu ngày ngày luyện tập mi dãi dầu ba quân gương thiêng sáng tỏ trung thần hồng ra trận ni lấy lừng là hiển tích nữ trung can tiếng dày oai linh chúa bát nàn dừng nước ba năm chiều trưng cứu dân thoát khỏi ách lầm than gương anh khí sáng
vùng trời đất chữ yêu chung, tỏ mặt non sông ngàn xưa nở nước thổ trong. Ngàn xưa nở nước thổ trong, báo ơn chi ngộ đền công sinh thành. Xa vùng lâu thiên tinh giả thế tự thục nương, vũ thì châm anh giao trầu gặp buổi đao binh. Giặc nghề tô sát hại dân tình khốn thay, con xin nguyện vì đời rửa hận vẹn tình nhà, quốc vận hưng long hỡi chàng quân tử anh hùng, khôn thiêng chứng giam cho lòng thiếp này. Linh sáng đạo làm con hiếu kính, nghiêm đường tình non nước cương thường gánh vác. Con nhi nữ hổ mình phận bạc, chữ nhân duyên chưa toại ba sinh, để nợ nước hiến thân vì xã tắc. Cõi tình độ xin cha già an giấc, con ra đi giết giặc sớm thành công. Nơi cửu tuyền chân quân tử thấu cho lòng, tình sơn hải hiếu trung xin tròn vẹn. Trước giờ phút ra vòng quốc biến, gọi mấy lời tạm biệt tạ tử thân. Ngày mai đây non nước hồi xuân, cho tỏ mặt thoa quân lưu muôn thuở. Lời phân nguyện giải bày trước an, lửa căm thù giặc hán sụp sôi. Thề rằng không độ chung trời, mọi gan giặc hán tế người thác quan.
cho tỏ mặt nì. Hùng nương khi khai kiếm chèo thuyền, dòng ruồi đêm đông bình minh đến ni mã ba mông tiên ni là cổ tử mắt trông tỏ tường. Nam mô Phật, tâm mi hương khẩn nguyện, nguyện vì đời chút ni kiếm ra tay, xin người xét tấm lòng ngay thủ nhà nợ nước dạ này chưa nguôi. Nguyện Phật lực vì đời diệt ác nương cửa từ chiếu nạp ba quân, nguyện rằng tu thiện tu nhân, nguyện trừ giặc hán cho dân phúc lành. Quán siêu anh bè tử đã đón khí hào hùng, cuồn cuộn thác xô bát nạn nổi hiệu phất cờ, nghĩa quân dũng sĩ có dư 3000. Uy đức đã dày miền kinh địa cõi mê linh, hạ chỉ cầu thân ngoài tuy là nghĩa quân thần, trong tình bằng hữu tương thân một lòng. Lệnh quyết chiến truyền trong tức khắc, chức tiên phong phá giặc lập công bát nạn, đại tướng đông nhung bao phen lừng lẫy chiến công kiên cường. Lệnh sai thập nhị tiên nàng hắn điều thăm dịu dàng bước ra, cô nàng à dâng hương dâng hoa, nàng đôi nhan sắc nét na nhìn nè ơi à. Sống mê linh phất cờ khởi nghĩa cho bát đi danh hàng đầu, có binh thư đọc suốt đêm thâu, ngày ngày được đập rãi dầu ba quân ni gươm thiêng sáng tỏ chúng thân mờ ý à. Chân lấy lưng một phen, quân tô đình khiếp vía kinh hồn ơi à, 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 à. Phương
về ngã ba nông nghi thiên la cổ từ mắt trông nghi tỏ tường giao châu độc lập từ đây
dưới chiều chúng nữ dựng xây nước nhà. Uy chấn đồng sơn hà cõi bắc trong triều đình, hán tặc xôn xao truyền bá viện anh hào. Hùng binh ba vạn tiến đi vào Nam Quan. Hịch khiển tướng truyền ban dạo dực chúa bát nàn đốc thúc binh nhung nhung hồ tây đùa sức vẫy hùng nữ nhì sánh với anh hùng được nào. Bước hiểm nghèo liều mình một thác nữ trưng vương mệnh bạc trầm châu hát giang gió thảm mây sầu nghe tin sấm đồng ngang đầu hôn mê. Đem quân sĩ trở về cố thủ nương ngọc từ đất ni cũ lánh thân gắng công phục vũ đền ân nhất hoàn nan chế với quân bao cường. Liều một thác mở đường huyết lộ mấy hay rằng thiên số huyền vi cơ trần vẫn giữ miêu kỳ cơ huyền đã định hạc về cõi tiên. Tuốt kiếm bạc hướng miền cô ấp nguyện cùng người an giấc ngàn thu lẽ đầu khuất ni phục quân thổ đem thân bổ liễu để bổ ân sâu. Ngắm quân sĩ dòng châu lai láng ngựa long câu đã nàn chân bôn quân bầy trùng điệp bốn phương lệnh truyền bắt sống thục nương bát nàn. Giận đông hán mày ngang dựng ngược kiếm lăm lăm một trước liều sinh hỡi loài giặc bắc hôi tanh thân ta dù thác anh linh để đời. Dân giao chỉ triệu người như một giống tiến dòng dựng nước nghìn xưa những phường xâm lược cõi bờ hãy mau rửa cổ đợi chờ hướm thiêng. Ta nay sẽ về miền tịnh độ hỡi ba quân trăm họ lắng nghe lẽ thường kim cổ thích suy hiến thần cho nước xa chí hiểm nghèo. Lời son sắc quyết liều mình thác máu tím trào kiếm bạc lung lung linh dương dương cột đá giữa dòng
hiên ngang lẫm liệt oai hùng chớ chớ. Quân giặc Hán mắt mắn mờ đầu vắng lệnh nổi chiều, phách nghi tan hồn bay dấu xưa từ trúc mọc đầy, còn lưu vết tích nơi đây rõ ràng. Ngọn đuốc sáng soi đường chính nghĩa soi lòng người, tận thủy tận chung ơn người, như nước biển đông chọn đời xót sắc hiếu chung vì đời. Gương anh khí sáng ngời muôn thuở, chữ hiếu chung dạng dỡ núi sông, tiên là lập miếu kỷ công nhớ người tô điểm non sông huy hoàng. Thôn dân xã đèn hương tế tự lịch chiều ban phụng sự nguy nga lệ thường, 18 tháng 3 nhớ ngày kỷ niệm gần xa khấu đầu. Nay thiện tín sở cầu như nguyện dốc tâm thành, kính tiền dân văn ngưỡng mong hộ quốc tí dân sơn hà cẩm tú thiên xuân thọ trường. Đất nước 4000 năm lịch sử biết bao trang liệt nữ anh hùng, đôi vai nghĩa nước đường sông mơ ơi à. Thính xưa ơi hồi cung chưa tỉnh bao xa.